Hi, xin chào anh em. Rồi, hôm nay em cũng có về thêm thùng giữ nhiệt, thùng đá của Miyuki cho anh em ha. Đây, em sẽ tay từ Mỹ về. Ở bên này thì anh em sẽ thấy nó có cái chữ Miyuki Pascal. Đó, bên này thì anh em sẽ thấy đây là cái chỗ khui nắp chai ha. Khui nắp chai. Đó, vẫn màu công chủ đạo đó là màu đỏ. Ở bên trên nắp này thì nó là màu trắng. Anh em sẽ thấy ở trên này thêm nữa thì nó sẽ có những cái móc của Pascal ha, để anh em có thể gắn những cái ly hoặc là những cái bình giữ nhiệt. Đó, như thế này anh em có thể gắn những cái bình giữ nhiệt như thế này, hoặc là anh em có thể kết nối những cái hệ thống bắc cao lên trên này luôn. Rồi, ở bên trong thì đây anh em sẽ thấy được tặng theo kèm đó là một cái khay này để anh em có thể là để hoa quả, hay là anh em có thể để những cái vật đồ nhỏ hơn, ví dụ như thực phẩm nhỏ hơn anh em có thể bỏ trên này đó. Rồi, dung tích của thùng này thì nó là 15 lít, nói chung là cũng khá là rộng rãi luôn. Anh em có thể để bia nè, nước ngọt hoặc là nước suối, trái cây, hoa quả gì anh em có thể bỏ thoải mái ha. Anh em sẽ thấy chạy theo cái mặt cắt trên thì anh em sẽ thấy có một cái miếng ron chạy vòng theo đây đó, để giữ nhiệt có thể là tốt hơn. Theo thông số của nhà sản xuất thì có thể giữ nhiệt, giữ đá lên tới 30 giờ. Đây, có thể giữ đá lên tới 30 giờ ha. Còn cái mùa nắng nóng như thế này, anh em nào mà có một cái thùng đá như thế này để đi làm cùng với theo những cái hệ của bác cao thì cũng rất là tuyệt vời anh em ha. Rồi, anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ hoặc là anh em có thể nhắn vào giỏ hàng của mình ở phía bên góc trái màn hình ha. Rồi, chào tất cả anh em.